Hello, xin chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em, gia đình bình an ha. Thì mới nay cũng như thường lệ em tiếp tục giới thiệu cho anh em một số mẫu đứa con bên em cho anh em tham khảo ha. Thì mới nay em giới thiệu cho anh em là giá thành dòng chung nha anh em, cái mẫu giá thành dòng chung ha. Thì cái mẫu này là mẫu đuôi ghép nha anh em. Mẫu đuôi ghép ha. Mẫu này là bán nhiều nhất bởi vì giá thành dòng chung với lại mà nó nhạy dữ lắm nha anh em. Nhạy là cực kỳ nhạy luôn. Thì đa số là anh em mua nhiều lắm nha anh em, có anh em là mua một lần mười mấy rưỡi luôn nha anh em. Anh em mua mười mấy nữa là chuyện bình thường đó anh em, bởi vì giá thành nó dòng chung giá rẻ nên anh em mua nhiều lắm mà nó xài nhạy lắm, thích lắm nha anh em. Thì cái mẫu này là cái mẫu ó nha anh em, mẫu ó ha. Thì hiện tại cái mẫu ó này thì lưỡi công bên em thì em bẻ là bốn lưỡi thép, thép 22, 24, 28 và 32. Thì bốn lưỡi thép này cái nòng cỏ là em bán là anh em là giá là 100.000, còn nòng điện là 150 anh em, số điện thoại giao hàng toàn quốc ha. Thì lưỡi công bên em thì đặc biệt là khâu mà lựa chọn thép cho ha, thì thép cứng với khua bẻ theo khuôn anh em, nên em canh chỉnh mũi mà mũi ngạnh rồi nó cực kỳ là nó thông nên nó nhạy lắm, cá tắp là rộng nha anh em. Thì cái nòng cỏ là 100, nòng điện là 150 anh em, giao hàng toàn quốc ha. Thì thép lớn nhỏ gì em để đồng giá nhau, còn anh em mua mà nòng cỏ là 100, nòng điện là 150 nha. Thì anh em nói thép là thép máy thì em gửi cho anh em. Thì khi em quay anh em thích thì em chụp màn hình lại, anh em chụp màn hình lại hoặc là anh em điện thẳng em trực tiếp thì em sẽ gửi mẫu cho anh em qua bên Zalo anh em, thì anh em sẽ gửi về không sợ lộn ha. Thì em giao hàng toàn quốc, anh em số điện thoại em để chiêu tiêu đề ha. Thì cái mẫu ó với mẫu rùa này là đa số là anh em thích nhiều nhất nè ha. Thì mẫu ó với mẫu rùa là anh em chơi nhiều nhất nên anh em đặt nhiều lắm nha anh em. Thì cái mẫu này á, thì mẫu ó mẫu rùa ha, thì mẫu này thì có thể mình gặp mấy cá tấp nhảy là ngay nó luôn đó nha anh em, ngay cái dòng ó dòng rùa ha. Thì nồng cỏ là 100, nồng điện là 150, em giao hàng toàn quốc nha anh em, số điện thoại em đến YouTube đời ha. Lưỡi câu bên em đặc biệt là em bao cho anh em độ nhảy ha, đặc biệt là em bao cho anh em độ nhảy ha. Chuyên gia nếu mà cá táp rồi là bao là bao bao dính nha anh em, thì chuyên gia là đâm má đào với mắt ha. Thì mẫu này là mẫu ó, và tiếp tục giới thiệu cho anh em một mẫu khá độc đáo nha anh em. Thì cái mẫu này bên em là mẫu cà mà già nha, thì nó cũng tương tự như cái mẫu thái nha anh em, nó cũng na ná giống như mẫu thái nhưng mà nó cái mũi nó hơi quậm vô một chút nha. Thì mẫu cà mà già này á là nó nhạy cực kỳ, anh em đi chơi là anh em để ý ha, anh em để ý nhìn thấy những anh em đi chơi á là thấy xài mẫu này nhiều lắm. Thì cái mẫu này nhạy lắm nha anh em, chuyên gia là mũi với ngạnh là thông lắm nha, cá đắp bực là sốc vô liền, sốc vô má mắt liền nha anh em. Thì anh em thích mẫu này thì chụp màn hình lại nha anh em, chụp màn hình lại anh em gửi bên Zalo, số điện thoại em để trên tiêu đề. Thì số đó anh em điện số đó hoặc là anh em gửi số đó bên Zalo nha anh em, em giao hàng toàn quốc nha anh em, giao hàng toàn quốc ha. Và tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một mẫu nữa nha. Thì mẫu này cũng là khá độc đáo nha, mẫu này cũng anh em cũng chơi nhiều lắm nha anh em. Thì mẫu này là mẫu số 3. Thì lưỡi câu anh em bất cứ mẫu nào cũng vậy, em đều canh mũi ngạnh là theo đúng bài, đúng theo thước tất của nó nha anh em, nên nó nhạy lắm. Đi gần cá táp hớ ngang thôi là cũng dính nha anh em ha, không cần phải táp cái ha. Rồi ok. Thì cái mẫu này là mẫu số 3 nha anh em, thích mẫu này thì chụp màn hình lại. Nồng cỏ là 100, nồng điện là 150 nha anh em. Cỏ 100, điện là 150 ha. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một mẫu nữa. Thì cái mẫu này anh em là cái mẫu cá chẽm. Mẫu cá chẽm nha anh em, mẫu cá chẽm ha. Mẫu cá chẽm thì cá chẽm này thì em bẻ là thép 28 nên anh em có thể câu cá sông 10 kg trở lại nha, 10 kg trở lại. Thì cá chẽm này thì em duy nhất em có một mẫu, một mà anh em mua nhiều lắm, mẫu này nó nhạy lắm. Bảo đảm anh em nếu cá ăn là dính nha, cá ăn là dính nha anh em. Mẫu này là cá ăn là dính, bảo nhạy lắm, bán nhiều lắm nha. Thì cộng này thì 2.8 thì giá anh để là 100 luôn nha, 100 luôn nha anh em. Giá thành 100 ha. Anh em thích mẫu này chụp màn hình lại nha anh em. Rồi lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em, chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em, gia đình bình an ha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em ha. Anh em có thương em thì ủng hộ em, anh em số điện thoại em để như tôi đề, anh em điện số đó hoặc là anh em nhắn tin Zalo ha. Thì anh em có thương thì ủng hộ kênh, nhớ bấm vào cái chuông anh em, khi lên những sản phẩm mới á thì anh em mình nhau chia sẻ ha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em.